Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở video tiếp theo tại khách sạn Xích Lô Vàng ở phố cổ Hà Nội, tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem những tác phẩm cây cảnh. Những tác phẩm cây cảnh tập trung ở trên này là những cây cảnh đẳng cấp, đặc sắc và dị thường, rất đẹp. Trước mặt quý vị là một cây xanh Nam Điền, một cây xanh tương đối già, lùn lực và có 3 cái tay bông. U cục của cây này đã nổi lên rất nhiều. Vâng, nhìn dị như những chú cóc này. Tay dăm dày rụt rịt lại. Những chiếc lá của cái cây này đã được thu nhỏ như thế này thì bàn tay con người chăm sóc ở đây rất công phu mới có tác phẩm như thế này. Cây rất đẹp. Và bên này cũng là một cây xanh, cũng là chất xanh Nam Điền. Cây này có cái thân hình nghệ thuật và có bộ gốc rất dị. Phải nói trên sân tầng 8 này có những cái tác phẩm cây cảnh mang lại dấu ấn rất sâu đậm cho khán giả và những người xem. Rất tuyệt vời. Vâng, tôi chuyển hướng sang một tác phẩm khác. Trước mặt quý vị
là một cái cây xanh Nam Điền. Phải nói đây là một trong những cái tác phẩm tuyệt đẹp. Từ phông cây cho đến chiều cao, chiều rộng và phần thân bệ, dị cây và lùn lực, điền xịn, cây tương đối già và đã chuyển ra sang màu da đồng. Để có một tác phẩm như thế này thì phải mất rất nhiều năm tạo tác. Như quý vị cũng đã biết, những tác phẩm bonsai là những tác phẩm nghệ thuật đa chiều. Ta có thể nhìn từ các hướng, các chiều. Phải ra được những phông đẹp và khung hình đẹp nhất. Phải nói là những nghệ nhân Việt Nam rất giỏi. Long quy qua hải, dưới phần bệ với phần thế này là quy đây, đúng không? Đây là một con rùa này, rùa. Đây là một con long này. Rùa. Đẹp quá. Trên này toàn tác phẩm đẹp thôi. Đây là tóc vàng à? Vâng. Và đây này quay chiều này như là sư tử. Vâng. Sư tử già. Đẹp quá. Bao nhiêu cây chất lượng ông xếp hết đây thì? Cây trông thế mà hơi nhiều tiền đấy. Vâng. Toàn cây già cổ đắt giá. Quay cây gạo, gốc cây gạo lúc nào đây. Hải. Vâng, cây gạo. Anh giới thiệu có cây gạo. Cây gạo. Cây gạo nó tròn luôn mình. Các bạn. Vâng. Biết là cái vết vết cắt này nhá. Nó đã liền như thế này là rất lâu rồi. 20-30 năm rồi. Cái vết cắt này đây này, nó to như thế này. Và nó liền. Đây liền, đây cũng liền là hàng chục năm trở lên. Vâng, cây gạo là một cây đấy, đấy, cổ nguội. Của phía Bắc, bây giờ rất ít thấy. Cây cơm nguội. Cây gạo, cây cơm nguội. À, cơm gạo. Cơm gạo. Cơm nguội. Cơm áo gạo tiền, thế đâu cây tiền đâu, cây lộc là tiền đúng không? Cây lộc đứng giữa là tiền đúng không? Cây sung này. Vâng. Cây sung đặt cây lộc vương bên cạnh nữa thì thôi rồi. Đây là cây si. Đấy là cây si. Si bút đỏ nó dài như này. Dài đanh nha. Vâng, chưa ạ. Cây gạo quý vị xem cái phần gốc bệ của cái cây này. Thần tài. Gọi là thần tài. Vâng, đây là cây thần tài. Alo. Cái cây này thì là một, nếu chơi cảnh thì là một cái tác phẩm bonsai mà vừa chơi thế vừa chơi hoa. Bác xuống. Nhưng mà để cái cây này ra được hoa thì cây phải rất nhiều tuổi. Vâng. Bên này là một cây si búp đỏ.
cây si này có cái thân hình rất dị. Cây si được ký trên một cái bệ đá nhìn rất đẹp, rất giả. Vâng, rất tuyệt vời. Đây là một chiếc bể đá. Vâng, rất đẹp. Cái bên này là một cây sung. Cây sung này có cái phần thân bệ rất côn và độ lắc dẻo rất đẹp. Cây có rất nhiều tua trái đã ra. Vâng, một cây sung rất già, phần da đã chảy xệ. Nhìn rất nghệ thuật. Vâng, bên trong đây là một cây cơm nguội như chú Khoa vừa giới thiệu. Và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cây cơm nguội này và biết đến nó. Cái cây này được trồng trên một chiếc chậu đồng nai cũ. Tác phẩm này có 3 thân. Cây có 3 tay cành chia ra 3 hướng, có thể gọi là tam đa được. Rất già và đẹp. Và bên đây là một cây xanh ô bình. Có cái tay cành rất dẻo. Ôm chặt lấy chiếc bình này.
Đây có vẻ như là một cái ống sắc thuốc của ngày xưa. Vâng, và đây là một tác phẩm. Tác phẩm này là một tác phẩm rất tuyệt vời. Cây lùn lực nhỏ, tầm trung, có cái phần thân bệ tay cành, độ lắc mềm dẻo rụt rịt, nhìn rất nghệ thuật. Phần da chảy xệ và chuyển màu vàng, có những nốt sần tạo nên điểm nhấn cho cái tác phẩm này, rất tuyệt vời. Tay cành được cắt giật, dằm dày, không gian rất chật cho nên là tôi lấy hình rất khó. Vừng rất tuyệt vời. Tác phẩm bonsai quá đẹp. Và bên này là cây si. Đây cũng là một trong những cây si quái nghệ thuật rất đẹp. Tay cành rụt rịt, mềm dẻo, độ lắc nghệ thuật. Rất đẹp. Vâng, tôi sẽ chuyển vào vế bên trong này để quay tác phẩm cây xanh nữa.
Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền. Một cây xanh phải nói là đẳng cấp, đạt những tiêu chuẩn về những cây xanh đẹp nhất. Rất tuyệt vời, chiều sâu lớn. Quý vị và các bạn xem cái bộ thân bệ của cây này. Da đã chảy xệ bết vào nhau. Vâng, rất tuyệt vời. Do cái cây này được kê sát lan can cho nên tôi chỉ lấy được một vế. Dằm dày. Quá tuyệt vời. Bên này là một cây đề. Đây là một trong những cây đề cũng rất đẹp, có phần thân bệ rất là dị, cây rất già. Và đây là một cây si búp đỏ. Cây si này cũng là một trong những cây rất mịn, có phần thân, cành, tay dăm cũng tương đối, và cây cũng tương đối già. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của tôi. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.